Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft tận thế zombie. Và trong cái căn nhà của mình hiện tại, ôi đâu rồi? À đây rồi. Có hai vị khách không mời nhưng mà dẫn tới ha. Mình đã nhốt được trong này rồi, khá là mất thời gian á. Và đây không phải là zombie bình thường đâu, đó chính là zombie dân làng đó. Mà trong hình hài của một người thợ mỏ nè, cũng như là một chú cảnh sát á. Cái bị chắc này bị zombie cắn nè. Mà hên là mình nhốt vô đây được rồi ha. Giờ thì khó một chỗ là mình phải đi xuống dưới tầng hầm để mình lấy thẻ tên thôi. Vô luôn. Chịu khó, đấm xíu, không sao đâu, mình chịu được mà. Rồi, ấn chọn đợi xíu nha. Mình đi xuống dưới này mình lấy thẻ tên lẻ. Đi đặt tên. Thẻ tên đây, hay thẻ tên. Oh my god. Trời ơi, đi xuống dưới tìm mình luôn. Ui, ghê thiệt. Ui, một thanh niên thì xuống dưới tìm mình, một thanh niên thì ở trên canh mình. Ghê thiệt. Mình sẽ đặt tên là zombie dân làng ha. Rồi đặt tên. Một bát rồi. Đừng có đánh nữa nào. Còn một bát ở dưới nữa. Chữa là phải chữa cả hai á. Đây, giờ nhốt góc nào để ta đấy lo làm thuốc nè. Trời, còn nhảy nhốt nữa chứ. Đợi mình xíu, mình đào cái hố. Đào cái hố nhét hai thanh niên này xuống dưới mới được. Quá hư hỏng mà. Đào xuống dưới đây. Đó. Các bạn coi zombie mà nhảy như chim ấy. Nhảy xuống đi. Ngon, nhảy vô. Đó. Zombie mà nhảy nhót như chim ấy. Ở dưới đi nghe. Đợi mình xíu, mình đi nấu hút. Khổ thân. Thiệt sự. Ủa, cái vàng pha thuốc mình cất ở đâu ấy nhờ? Mình nhớ mình có vàng pha thuốc mà đúng không? Giờ thì coi thủy tinh nấu tới đâu rồi. Hôm bữa mới con này thủy tinh đây. Là một ít cái chai ha. Sau đó đi múc nước nữa. Nè, cho tắm miếng nè, chắc lâu rồi chưa tắm đúng không? Là zombie chắc ít đi tắm nè. Đi tắm đi. Ê. Ui, cho đi tắm mà định nhảy lên chơi mình luôn kìa. Định ăn thịt mình nữa. Căng nha. Đợi một xíu cho ăn táo. Bỏ vụ ăn thịt người đi, lo ăn táo mà chữa bệnh. Rồi búa địa ngục đúng không? Thuốc yếu đuối cần búa địa ngục không ta? Hình như thuốc yếu đuối chỉ cần cái mắt nhện lên men thôi à. Cái này thì mình cần phải có thêm đường với một cái nấm nâu nữa. Ai chà chà. Căng nha. Nấm nâu thì mình không có cái nào luôn. Đây là một cái nguyên liệu hiếm rồi. Hôm rồi đi thì cũng không để ý là có mấy cái cánh rừng gỗ vân sam không nữa. Ủa gì, gỗ sò sẩm không nữa. Ủa, mình có que quy lửa chưa? Cái làm chất đốt cho vàng pha thuốc ấy. Chưa luôn. Oh my god. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến đi săn quỷ lửa ở dưới địa ngục rồi. Và lần này thì mình sẽ dắt súng đi săn á. Mấy lần trước thì săn kiểu thủ công á, bằng kiếm thì hơi cực. Lần này có súng rồi chắc sẽ đỡ hơn á. Đi, lâu lâu mới xuống địa ngục chơi á. Đi thôi nào. Còn quỷ lửa nha. What? Quỷ đâu ra vậy? Nó chờ sẵn mình bên đây luôn à. Ghê thiệt. Ui, quá là ghê gợn luôn á. Nhưng mà tiếc thay là trong đây á, pháo đài địa ngục thì không có quỷ lửa ha. Nó hơi vô lý ở chỗ đó đó. Mình phải tìm những cái chỗ lòng spawn đặc biệt á. Ủa, có quỷ lửa hả? À nè. À vậy là hôm bữa mình tìm không ra. Rồi, ok, banh xác luôn hả? Không có quỷ lửa nào, cái que quỷ lửa nào luôn. Con quỷ lửa trong đây khó chịu ghê á. Mỗi lần nó chết đúng không, là nó sẽ gây ra hiệu ứng phát nổ và làm cháy mình luôn nha. Rất là khó luôn. Đó, mình chỉ cần bắn trúng nó thôi là mình sẽ bị cháy à. Cay vậy ta. Bắn một phát một banh xác nó luôn, nó chưa kịp làm gì mình. Nhưng mà nó cũng không chịu rơi ra mấy cái que nữa. Sức công phá quỷ diệt là vậy đó hả?
Thôi có được thứ mình cần rồi, chắc đi về thôi. Kệ, một que cũng được. Mình tính săn nhiều nhiều á, nhưng mà ui trời trời ơi, nó liều, nó dám bắn con ma kìa. Tới số rồi, con đó tới số rồi. Quýnh lộn đi, quýnh lộn đi. Ma đánh lộn với con cầm súng. Ê, nó bắn chết con ma rồi. Dám bắn ma hả? Láo tét thiệt. À, đằng kia có mấy thanh niên zombie big man, nhưng mà mặc đồ cảnh sát kìa. Ai cha cha. Đợi mình xíu, mình gài đạn cái. Nhịn mấy chú hơi bị lâu rồi đấy. Nhịn mấy chú hơi bị lâu rồi đấy. Nhìn mặt có vẻ ngầu và nguy hiểm đấy. Ui cái gì? Ui hình như làm zombie cũng áp lực lắm á. Mình mới thấy con nó nó có quyết định dài dột kìa, mình không hiểu luôn. Không biết áp lực gì nữa, chắc không có tìm được mình để ăn thịt hay sao, nên áp lực quá. Quyết định là quyên sinh luôn rồi. Nữa kìa, thêm một con nữa kìa. Sao nông nổi với mấy con zombie này? Muốn giải thoát thì thôi, nói mình tiếng, mình cũng giúp đỡ, mình tặng cho vài viên súng phóng lựu. Chứ đâu cần phải nhảy như chi. Này, tôi có kim cương nhiều cực nè, núp lấy không? Được á, cho núp một ít kim cương đi, núp toàn là đất không à. Ồ, nhiều dữ hả, cảm ơn Lộc nha. Nhiều bạn mới chơi Minecraft trên PC thì thường không biết cách để nói chuyện với bạn bè khi mà chơi game á. Hôm nay mình đã tìm ra được một cái giải pháp rất là nhanh chóng rồi, đó chính là OnMic á, phần mềm trò chuyện trực tiếp khi chơi game trên PC với chất lượng âm thanh cực kỳ rõ nét luôn. OnMic là một phần mềm voice chat miễn phí trên PC được rất là nhiều YouTuber cũng như là game thủ yêu thích, vì nó hỗ trợ cài đặt trên cả điện thoại nè lẫn máy tính để tiện trò chuyện khi mà chơi game. OnMic rất là hay ở chỗ là chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp với bạn bè với chất lượng âm thanh cực tốt, đường truyền thì ổn định nè, đồng thời thì còn có thể gửi cả hình ảnh cơ. Ngoài ra thì hỗ trợ rất là nhiều những cái sticker ngộ nghĩnh tha hồ cho chúng ta trò chuyện mặn mòi khi chơi game luôn nhá. Đã vậy, OnMic còn sở hữu một cái giao diện trực quan đơn giản cho phép chúng ta tạo phòng một cách rất là nhanh chóng. Hỗ trợ chất lượng âm thanh thì cực kỳ tốt, rõ nét. Điều mình thích nhất là không giới hạn số lượng người vào phòng luôn. Và khi tải OnMic á, thì các bạn còn có thể tham gia các câu lạc bộ có trên OnMic nha. Rất là nhiều câu lạc bộ với nhiều tựa game khác nhau cho các bạn tha hồ tham gia để kết bạn và tìm thêm người chơi cùng ha. Rất là vui luôn á. Mình thì hay vào câu lạc bộ Minecraft á, ở trong đây thì rất là nhiều bạn chia sẻ những cái bài đăng liên quan nè. Đồng thời thì mình có thể rủ bạn vào đây chơi cùng cũng được. Mình thấy OnMic là một nền tảng mạng xã hội âm thanh được rất là nhiều bạn yêu thích ha. Mình cũng như là rất nhiều YouTuber, streamer cũng hay dùng nền tảng này để có thể trò chuyện với fan nè, cũng như là rủ nhau chơi game nữa. Khá là hay luôn á. Thế nên còn chần chờ gì nữa, hãy tải ngay OnMic nào. Cách để tải OnMic thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào đường link vn.onmicapp.com hoặc là nhấp vào đường link mình cứ để dưới phần mô tả để đến trang chủ của OnMic ha. Sau đó thì chúng ta chỉ cần ấn vào mục tải về bản PC thôi. Quá trình tải về nhanh hay chậm là phụ thuộc vào đường truyền mạng của chúng ta ha. Và sau khi tải xong thì chỉ cần mở OnMic lên để tiến hành cài đặt. OnMic thì rất là nhẹ luôn ha, nên tất cả các máy tính đều có thể tải về và sử dụng đơn giản thôi. Và giao diện ban đầu mình có thể chọn hai cách đăng nhập ha. Thứ nhất là đăng nhập bằng tài khoản Google, thứ hai là đăng nhập Facebook. Các bạn thích đăng nhập cái nào thì đăng nhập đều được ha. Như vậy thì chúng ta đã tham gia được OnMic rồi. Giờ thì hãy mời bạn bè cũng như là tìm ra những câu lạc bộ yêu thích của các bạn thôi. À, sẵn tiện đây thì mình sẽ chỉ các bạn tạo phòng cực kỳ nhanh luôn, là ấn vào nút Quick Create ở phía trên góc phải, sau đó đặt tên phòng cũng như là mật khẩu. Khi vào phòng thì chúng ta chỉ cần gửi cái ID phòng ở phía bên trái nè cho bạn bè, rồi bạn bè nhập cái ID đó là có thể vào phòng để nói chuyện với chúng ta và trò chuyện một cách bình thường khi mà chơi game ha. Rồi còn chần chờ gì nữa, tải ngay OnMic về để chơi game cùng bạn bè, chia sẻ những khoảnh khắc thú vị ngày hôm nay đi nào. Thôi mình đi chơi team với bạn bè cho OnMic tiếp đây, bye bye. Hình như bé cua không thích nhà mình xây rồi, mình làm cái nhà đàng hoàng mà lại đi ra ngoài ở. Giận thiệt sự luôn á. Thôi kệ đi. Ôi mà bữa nay lại là đêm trăng máu nữa. Đó đó đó, hệ thống phòng ngự của mình nó vẫn phát huy công dụng á. Lén phén lại là ăn đòn liền mấy con zombie này. Giờ thì mình lo tập trung chữa bệnh cho dân làng đi nè. Đổi ra bột quỳ lửa nhét vô đây. Ừ bây giờ là chuyển sang đi hái nấm. À đây nè, dùng đâm lại vẫn có cái nấm nâu. À vậy thì được quá. Rồi bây giờ mình chỉ cần hái mía nó thôi là đủ. Xong phim. Hên quá, nguyên liệu thì luôn có xung quanh này ở mình ha. Tính ra mình cũng khá là may mắn á. Rồi
sau một loạt những pha bay nhảy thì mình cũng đã an toàn trở về để có thể làm ra được một cái mắt nhện lên men ha. Và với cái mắt nhện này thì mình có thể nấu ra cái thuốc yếu đuối nè. Chính xác rồi, chính xác rồi. Mấy bác dân làng ở dưới đèn nha, gào thét á. Mình chắc chắn là như vậy luôn á. Không biết có bay lắc rồi nhảy nhót gì ra ngoài chưa thì chưa biết. Và cái ruộng của mình thì chắc nhiều bạn sẽ tò mò đây là cây gì đúng không? Đây là cái cây cung cấp cho mình những cái cọng chỉ á. Tại vì cù mình chưa có dẫn về được á, nên mình sẽ trồng cái cây này thay cho việc cắt len cù ha. Đó, mình thu hoạch thì mình sẽ có những cọng chỉ rất là nhanh luôn. Một lần như vậy thì cũng được mấy cọng chỉ á, tương đương với việc mình đi cắt len cù á. Bảo sao mình đâu cần săn nhện gì đâu mà vẫn có chỉ cây đống để dùng, thấy chưa? Có bí quyết hết đấy. Rồi, bây giờ thì coi nào, thuốc chắc đã nấu xong rồi đó. Chính xác. Và mình cần phải có thêm bột thuốc súng nữa thì mới có thể chọi cái bình thuốc này cho mấy bác chân làng zombie á. Bột thuốc súng đây. Rồi coi tình hình coi. Ui còn hung dữ lắm, còn hung dữ lắm. Gặm hộp giống vô đỡ hung dữ đi. Treo vậy thôi chứ lên chết thuốc lẹ nè, cứu người ta nè. Ở đó mà treo. Rồi rồi rồi, thuốc nóng hổi, thuốc nóng hổi, vừa thổi vừa dùng nha mấy bác dân làng ơi. Let's go, let's go. Đi xuống cứu người ta nào. Cứu lẹ. Bác sĩ này làm việc khẩn trương lên. Rồi. Táo vàng. Gò mình là có đầy luôn. Mỗi bác một trái nha, không dành. Rồi. Từ từ mà lành nha. Đừng có hung dữ nữa, trèo lên không có được đâu, trèo lên là ăn đạn á. Lương y như từ mẫu nha, tôi không muốn là lên đạn người xử mấy bác đâu. Và coi nào, dân làng thì chắc mình sẽ cho sống chung với mình ở dưới này luôn. Vậy nên trong tương lai cái hướng này mình sẽ mở rộng ra thêm á, để có thêm phòng cho dân làng ở chứ. Rồi nếu sau này được thì mình sẽ cứu thật là nhiều dân làng rồi dẫn xuống đây ở. Như vậy thì mình sẽ làm được một cái ngôi làng ở dưới lòng đất sống chung với mình để đỡ cô đơn hơn á. Hợp lý thiệt sự luôn á. Giờ thì chắc mình sẽ ngồi đây thôi và chờ đợi những bác dân làng này khỏi bệnh ha. Mà khoan, mình chưa nghĩ tới trường hợp hai bác, một bác lành bệnh sớm, một bác lành bệnh trễ là sao. Mình phải chia hai bác này ra làm đôi mới được, không thể để chung như vậy. No, đúng rồi. Quên cái trường hợp đó ta. Quên là bây giờ mình còn nhớ. Ui, thôi xong rồi. Qua đây. Lần lượt. Ui dạ, đánh đau thế. Đủ nữa hả? Ai khó vậy? Rồi, một bác ở dưới, một bác ở trên đi. Vậy cho chắc. Gào lên luôn. Trời ơi, giờ mới nghĩ tới trường hợp xui gũi này. Chắc mình sẽ làm cái lỗ kế bên cho bác đó vô là hợp lý nhất. Vô đây. Rồi xuống dưới đi. Vậy là xong, giải quyết được vấn đề liền ha. Nguy hiểm ghê luôn á, chút xíu nữa là công giả tràng rồi. Rồi giờ thì có thể an tâm đứng đây chờ đợi mấy bác này lành bệnh rồi đó. A few moments later. Mình đã được thành tựu bác sĩ zombie rồi kìa. Đây là một bác dân làng trao đổi cho mình những cái pha lê mà redstone á. Cái này thì thường mình có thể tìm ở dưới hang. Bác này cũng xong rồi, đây là bác làm đồ da. Wow, cũng được, nói chung là ổn áp rồi. Giờ thì bác được tự do rồi đó, đi. Hai bác đi lên đi, tái hòa nhập cộng đồng đi. Nãy giờ đi cách ly đưa mấy bác vô khu cách ly thôi, chứ thật ra là muốn tốt cho mấy bác thôi á, đừng nghĩ xấu nghe. Trời ơi, hồi nãy hai bác ha, quýnh mình muốn xỉu luôn ở dưới. Hơi là mình nhịn được. Rồi lên đi, vô đây mà chơi nè. Đó, cái này phòng làm việc tôi đó, khoái chưa? Ghiền liền, máy móc các thứ đấy. Ở đây thì không có
có bò hay là da cho bác này làm việc ha. Ừ, chắc mưa mốt mình phải gán mình dắt bò cù về đây quá. Tại dắt dọc đường thì bị quái nó dí á, nên không có dắt kịp. Cũng khó, nhưng mà sắp tới mình sẽ cố gắng ha. Rồi, sau khi chữa bệnh cho dân làng xong thì bây giờ mình sẽ tập trung lại với công việc chính ngày hôm nay, là mình sẽ đi sơn súng. Sở thích sơn súng không bỏ được. Đây, với cây minigun này thì mình có thể có rất là nhiều skin súng á. Nè, skin màu, cái này là màu cây kẹo Giáng sinh nè. Skin Gatigan cờ Hoa Kỳ nè. Không biết phải cờ Hoa Kỳ không ta, mình không rõ nữa, nhưng mà mình thấy giống giống. Rồi bên đây là skin gì cũng không hình dung nổi luôn. Bên đây là ui, skin này cần phải có cái xô, cái xô 7 màu nữa. Nhưng mà cái skin này nhìn cũng khá là đẹp ha. Cái đầu súng á giống như là cái con ốc vít vậy á. Còn bên đây là cây mình thích nhất nè. Đây là cây minigun mà 7 màu ha. Nhưng mà trong đây thì công thức nó cần có 6 màu thôi. Đỏ, cam, vàng, xanh, xanh nước biển và màu tím. Chắc hôm nay mình sẽ làm cây này quá. Nhìn nó khá là dễ thương á. Được, giờ thì chắc làm liền đi nha. Rồi xong, về và sơn súng thôi nào. Không biết chiếc này sơn vô chắc nó cũng tăng được mớ đam á. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Treo vậy thôi chứ thật ra là sơn nó chỉ đẹp hơn thôi á. Búp, búp sức mạnh tinh thần, kiểu kiểu vậy. Rồi, 2, 4, à còn thiếu màu. Rồi, xong phết, sơn thôi. Khẩu súng màu mè nhất mà mình từng chế, từng sơn luôn á. Đây, minigun 7 màu. Và chuẩn bị, ta-da. Đã chưa, đã chưa. Mấy bé chàng làng thấy thế nào? Ghiền liền chứ gì. Ui xời, ui xời, ui xời. Đã nha. Rồi, không lòng vòng nữa. Chắc test luôn đó nha. À mà chưa, từ từ hả test. Giờ thì mình sẽ gắn scope vô cái cây mở ta cái đã. Gắn cấp 2 bắn cho nó dễ ha. Chứ cái get dot khó nhìn quá. Cấp 2 nhìn cho nó dễ. Tự nhiên gặp được cái tòa tháp này cũng lẽ bỏ ổn. Lên lấy ít kim cương về làm vốn ha. Đồ ăn nữa. Đây, lúc nào cũng vậy, ngang cái này là phải ghé vô một xíu à. Không bỏ được. Ủa đi đúng hướng không vậy ta? Sao nhìn hướng này quen quen, cửa mở hết trơn rồi nè. À hình như hướng này mình đi khám phá rồi hay sao ấy. Còn làng các thứ nè. À nhớ nhớ rồi. Ngôi làng lần trước mà mình dành nguyên một buổi tối mình bảo vệ nè. Giờ mình phải đi ngược về hướng bên đây tiếp hả? Ok. Đi riết mà quên luôn cả hướng cơ mà. Cái vùng này tính ra cũng khá là nhiều công trình. Oh my god, oh my god. Máy bay trực thăng của quân đội zombie kìa. Mình sẽ bắn máy bay trực thăng đó. Để coi coi mất bao lâu để bắn hạ được. Bể chưa? Chưa bể nữa. Chắc phải đổi súng thôi. Lấy súng Gaggenau ra bắn thôi. Ui, lần nào cũng vậy, mình bắn cái này hơi bị lâu luôn á. Nóng rồi, lấy Gatling gun của mình ra sấy luôn. Để coi, để coi. 1000 viên đó. Sao mà đỡ nổi. Ôi, đúng kiểu cái súng này dành riêng để sấy trực thăng luôn á. Và lần này thì không phải là một con tàu chiến nữa, mà là một cái khu quân đội. Ai cha cha, ai cha cha. Mình sẽ ám sát từ xa. Mình có súng bắn tỉa mà, nên tận dụng khả năng bắn xa ha. Đây, bắn tỉa từng tên. Ui trong đó có mấy tên trang bị vũ trang ghê quá à. Kệ, không sao, mình có súng bóng lụ mà, sợ gì. Một phát. Từ, đột kích vô khu này là mình phải cẩn thận nha. Mặc dù mình là full giáp đúng không, nhưng mà một phát bắn của nó sẽ mất mình tầm 2 trái tim. Tầm 5 con nó bắn một lượt là mình chết liền á. Nên mình không được ý ý ha. Đó, mình sẽ tiêu diệt từ từ vào. Đó,
ám sát từ xa liền. Căng 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 căng, đằng kia nữa kìa. Ui nó có cả cái lồng spawn luôn hả? Ui có tên thấy mình kìa. Mày thì thấy hả? Vô đây. Vô đây. Đó 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 thấy chưa? Bọn chúng được trang bị vũ trang ghê lắm. Bởi vì mình rén mình không dám vô liền là vậy đó. Từ từ để mình tìm cách. Cái gì cũng có cách giải quyết thôi. Mình chỉ có mình áp sát từ từ ha. Có tên bắn tỉa nữa cả. Từ từ để mình bắn tên bắn tỉa trước. Bắn tỉa hả? Đồ luôn, làm liều luôn. Mình sẽ đứng trên nóc mình bắn. Mình có súng bắn tỉa nên mình sẽ không có bắn trực diện ha, cứ bắn lén thôi. Giờ trời tối nữa, căng rồi. Trời tối là mình rất là bị khó khăn luôn. Tại vì sẽ có những con zombie khác nó cà khịa tiếp á. Căng chưa? Đổi bên, đổi bên. Này thì quân đội nè. Bắn hả? Bắn không? Bắn không? Tiếp tục. Quân nó lại xuất hiện nữa. Ý, không biết chống chịu nổi hay không đây. Chắc quýnh nhanh cũng gọn quá. Càng quét nhanh. Ui hết đạn. Càng quét nhanh thôi. Chứ không thôi một hồi là càng khó khăn hơn á. Đây rồi, câu hỏi đây rồi. Đó 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 đó. Thấy chưa? Lâu lâu sẽ có những tên cầm súng rất là mạnh luôn. Ui, ui, ui. Làm sao để tấn công cái khu quân sự này đây? Tiếc thay là hồi nãy mình không có đem theo táo vàng á. Mình nghĩ tầm 2 trái táo vàng mới chiếm nổi cái khu quân sự này á. Không sao, mình đánh từ từ vào cũng được. Ui đông dã man. Không ổn rồi. Mình không dám dùng cái này, biết sao không? Mình sợ mình bắn hư mấy cái chỗ mà cất rương á. Không được. Có vội cái nào cũng không được. Nghĩ tới việc dùng Gatling Gun để sấy ha. Hư hết đồ đấy. Không có đồ mà loot mang về đâu. Tranh thủ lúc mà chưa có con nào tìm tới mình, mình sẽ đột nhập vô trong. Ơ, tính ra đây là cái đài quan sát à. Mày thì dám ha, quýnh hội đồng mình hả? Một hồi mà mình nhắm mình trụ không nổi là mình dùng biện pháp mạnh luôn á. Dùng Gatling Gun thôi chứ hết cách rồi. Coi quân số nó đông kìa. Quá xá đông luôn á. Vừa quân đội mà vừa zombie nữa. Mà sao mà chịu nổi. Hết cách rồi. Hy vọng lần này thì mình sẽ thành công ha. Hiện tại thì mình đang thu hút sự chú ý của mấy con zombie lại cái khu vực mình đang núp nè. Để một xíu khi mà mình chạy lại đằng kia thì sẽ có ít zombie ở gần nhất ha. Nó ở bên đây hết rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ loot sạch khu quân sự luôn. Đi. Kế hoạch của mình là vậy. Vô. Tiến hành là lẽ nào. Ui coi kìa, thấy nó bắn mình gác chưa? Cực kỳ gác luôn á. Zombie thì xuất hiện nhanh nữa. Ui ui, nguy hiểm vậy. Vẫn không được. Đổi kế hoạch, chuyển sang kế hoạch B các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tìm chỗ nào để trú ẩn trước đi ha. Để cho qua đêm nay. Hồi sáng thì mình sẽ quay lại. Chứ bây giờ ban đêm mình vô, mình cố vô là mình chết chắc á. Mặt trời đã lên, mặt trăng máu đã xuống rồi. Thời mình tới, thời mình tới. Một pha comeback cực mạnh từ mình nè. Zombie nó đã né bớt rồi. Giờ thì thông thả mà vô trong thôi. Ui cũng còn nha, chứ không phải hết hẳn đâu. Cũng còn vài con. Nhưng mà không sao. Lần này thì ít hơn là được. Không biết là rương đồ thường nó sẽ giấu vô chỗ nào ha. À đây đây, cái thùng này có để chữ súng nè. Gun. Coi coi. Oh my god, nó rơi ra cái súng lục. Mình sẽ thử dân mai thêm một lần nữa. Ai ai cầm súng bắn mình hoài vậy. Oh my god. Bắn không? Thích bắn không? Cái thiệt. Tại vì đây là khu quân sự nên thành thử ra
có mấy tên quân đội xuất hiện ngoài à. Mình phải liên tục chống trả thì mới có thể lấy được đồ á. Coi coi thùng này có gì. Đừng có một phôi sắt nữa nha. Ui lần này cho một cái bộ thuốc súng à. VIP thế. Nè cái này là tới thùng đạn hay sao nè. Armor nè. Trời đất ơi. Thiệt. Rồi luôn, hiểu luôn. Như vậy khu quân sự thì nó chủ yếu có mấy cái thùng chứa mấy cái đồ lặt vặt ha. Ô, cái này có thùng thuốc nổ nè. Ê, có nào đập xong nổ không? Ê, né ra. Ui, nó cho mình cái trái gì nè. Lũ mình dính. À, cái này chọi được. Rồi luôn, xong mấy con này luôn. Rồi, có cái thùng áo giáp. Giờ tới thùng áo giáp á. Mình đi mình không có mang theo cái rìu á. Nên thành thử ra đập khá là lâu. À, commando. Đây là set giáp mà lúc đầu mình chế tạo á. Còn căn phòng chứa rương nào không? Ôi, khu quân sự gì mà bèo thế nhờ. Các bạn có thấy khu quân sự này bèo không? Mình thấy nó kiểu nó hơi bị bèo luôn. Nhìn gì? Nhìn hả? Cho ăn thuốc nổ này. Bắn luôn. Nóng rồi đó. Trong đây thì sao? Ồ, trong đây còn có mấy cái hòm cứu thương nữa nè. Ừ, hòm cứu thương đấy, coi. Cho gì đây? Ý? Ồ, cái này là cái bình gì á? À, nó cho mình hiệu ứng hồi phục hay sao ấy? Ồ, nó cho mình hiệu ứng RAD Regeneration à. Mà nó dùng được có một lần à. Trời ạ. Giờ cho tôi cái mới đi, tôi lỡ dùng rồi. Ui, mới xin cho liền. Được, hấp dẫn. Cái này thì mình có thể chế tạo được không? Được nha. Công thức của nó thì từ búa địa ngục với dưa hấu lấp lánh á, mình cho vô cái máy làm hóa học nè. Ok, nói chung thì khu quân sự nó cũng chỉ có vậy ha. Nguy hiểm nhất là cái máy bay thôi. Tại lúc đầu nó có cái máy bay trực thăng á, lảng vảng ở phía trên. Hên là mình xử lý kịp, không thì lại gần nó bắn cho chạy không kịp đó. Và cạnh đây còn có một ngôi làng nữa. Tiếc ghê nhờ. Đa số mấy cái ngôi làng toàn xa xa nhà mình không à. Ít có ngôi làng nào mà gần nhà mình lắm. Ồ, cái nhà này nhà mới hay sao nè. Nhà này nhìn lạ đó. Coi. Có rương không? Ủa, cũng có được một ít đồ. Biết vậy hồi nãy mình lấy cái này ra mình sấy cho mấy con đó không chịu phát nào được rồi. Sợ bắn hư đồ các thứ rồi không có đồ loot. Ai dè. Quét sạch xong rồi loot cũng không có gì. Cây thiệt sự luôn á trời. Bởi vậy nhiều lúc mà mình nhịn thì nó cũng không phải là cách hay ha. Lần sau mình sẽ không nhịn nữa. Nhìn một lần thôi, nhìn hoài đâu được. Nhìn hoài mấy con đó nó nhờn á. Nó leo lên đầu lên cổ mình, nó ăn hiếp mình. Vậy thì không được ha. Giờ cho mình gặp thêm một khu quân sự nữa đi. Lần này là mình chơi khô máu luôn. Để mình đi kiếm thử coi khúc sa mạc này còn cái khu quân sự nào hay không. Mà trước tiên thì vô loot kim tự tháp trước đi. Từ từ, cẩn thận. Không khéo là gớt xuống tấm này là mệt á. Rồi. Ui, mình cảm giác cái kim tự tháp trong đây nó cứ bị dầu kiểu gì á. Nó có cực nhiều sắt luôn nha. Ồ, nó còn cho mình khối gì nữa nha. Ồ, cái này là đạn hỏa tiễn nè. À, được đấy nhờ. Hỏa tiễn này thì không biết mình dùng tay luôn được không? Hay là phải có cái súng gì đó mình mới bắn được cái hỏa tiễn này ha. Ồ, một cái súng mới. Súng này sát thương tới 60 lần. Ôi. Ôi, khẩu súng gì mà tới 60 sát thương chứ hả? Nhưng mà nó không có đạn. Ốc. Ôi, mình lên đạn được luôn rồi nè. Ảo mà, vậy nó xài đạn gì vậy? À, nó xài chung đạn với khẩu Raganor của mình á. Mà khẩu này thì 60 sát thương lận nha. Có điều đi nó hơi nặng xíu thôi, coi kìa. Mình chạy không nổi luôn á. Oh my god. Cái này bắn cái giật lên trời thiệt á. Đó, thấy chưa. Móc túi quay lại cái nó chạy nè.
Đó 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 đó, chạy hả? Chạy đi. Và khẩu súng này có thể xuyên được nhiều mục tiêu. Ê, được nha. Khẩu này bắn xuyên nhiều mục tiêu được á. Chạy đi. Đó. Cực kỳ mạnh. Chạy đi đâu. Trời ơi, hôm nay vô kim tự tháp loot được khẩu súng. Đáng đồng tiền bát gạo ghê luôn. Mà trong khi cái này free nha. Được. Lên thuyền luôn. Giờ đi cướp thuyền mà. Ô ô ô, phản đam nữa. Trời ơi, còn bắn cung chống cự nữa cơ. Ây, mấy con này láo nha. Không biết mình có súng xịn hả? Lại đây. Càng đông càng vui, lại đây. Lại đây, một con. Cứ một con là một viên á. Rồi, con nào nữa? Con nào nữa? Nãy bắn đâu? Bước ra đây. Như nào ấy nha. Ui, nhưng mà cây này gài đạn hơi lâu nha. Có một điều là cây này gài đạn cực kỳ lâu. Mình sẽ xuyên thử hai con lượt coi. Ba bốn con luôn. Ui, khó canh quá. Hình như đối với mấy cái con mà mặc full giáp thì không có xuyên qua nổi á. Ui dạ dạ dạ. Như hai con này coi, bắn xuyên coi được không. Vẫn không á. Phải canh trên đúng một đường thẳng thì nó mới xuyên qua được. Ừ đúng rồi, chắp tay van xin vậy thì được. Được, để này được nè. Nó đang cầu xin mình kìa. Mình thì khá là dễ tính á, cầu xin thì mình cho sống thôi. Chứ láo láo là mình cho hấp cháo liền. A few moments later. Mấy thanh niên này nghèo rớt mồng tơi. Ôi ôi, ôi ôi. Cái gì? Rõ ràng nãy mới tha cho, mới chấp tay van xin các thứ. Giờ lại quay lại quýnh người ta. Chết là vừa. Còn nó láo tét thiệt. Ổn gài á thì mình cũng tích cực mình học lái xe tăng lắm. Đó, mình lái tới xong đúng không? Cái mình lui lại. Ôi. Nhưng mà mỗi lần mình lui lại cái nó bị gì nè. Đó các bạn thấy đó. Mỗi lần mình lui lại là nó cứ bị nghiêng qua nghiêng lại, xoay xoay vòng vòng vậy đó. Mình không biết mình nên bán chiếc xe tăng này vô mấy chỗ sắc dụng không nữa. Người ta lái xe tăng, người ta đi càng dâm bay cái thứ. Mình lái xe tăng vòng vòng nhà còn chưa xong nữa. Thôi chắc bán làm sắc dụng luôn cho rồi. Ngày nào cũng lấy cái nghịch vậy đó. Nhưng mà nghịch từ một lúc là nó lại bị quay mòng mòng với cây cực kỳ luôn. Và mới muốn biết lấy máy bay như nào đây. Hôm nay tính lấy máy bay đó. Nhưng mà lô bu chữa bệnh rồi test súng các thứ hết một ngày. Sợ thật. Nhưng mà đánh giá sơ qua của mình ngày hôm nay thì cực kỳ thành công luôn. Tại vì mình vô tình hút được một khẩu súng mà nó có sức mạnh ngoài sự mong đợi của mình á. Đồng thời thì còn sơn được cả cái khẩu minigun 7 sắc cầu vòng. Tăng tinh thần thôi chứ không có tăng sát thương đâu. Chứ mình thấy là bắn mấy con zombie nó cũng chấm chơi chấm chắc à. Nó không biết sợ mình, nó còn bắn mình dữ hơn nữa. Sắp tới thì mình chủ yếu là chế tạo phương tiện xịn hơn nè. Và nâng cấp giáp thôi để mình có thể tăng cơ hơn xíu á. Chứ bây giờ mặc dù giáp xịn nhưng mà vẫn bị zombie bắn khá là rác á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.